Năm nay nhiều không anh Dũng ơi? Ôi, năm nay đi hơn 300 cây. Tầm này là Tết là đẹp này nhờ. Ừ. Quay ở đâu về đấy? Đâu em vừa mới ra đây lúc đấy chứ. Tôi đi muộn đấy á? Thì ăn xong rồi đi. Chỉ mai trắng thôi à? Cả hai con là hàng. Còn có một con diện nữa. Kia gì? Bán vãn rồi đây làm gì nữa. Còn độ 70 cây nữa chứ không linh nữa. Đấy, hôm nay đánh 2 điểm. Chỗ quảng trường đấy á? Đi đi. Chỗ công viên Nguyễn Văn Cử. Kìa, con kia 3 triệu. 3 triệu bán thật. 600.000 thì chậu mẹ. Cái này Tết nở đẹp. Các cái chì ra này. Con này Tết liệu có nở không anh? Thoải mái mà. Đang bật đi rồi nhờ. Không những nở còn nở nhiều. Bắt đi một cây em. Cái này này. Cái này á? Ừ. Chuẩn giá. Ừ. 18 triệu. Ủa. Sao đây cái này đắt thì kìa. Cây này nó lâu năm rồi chị. Cây này được trên chục năm chứ anh Dũng? Được. 11 năm rồi. Triệu cây đấy. Có khách hàng rẻ thì hàng hơn triệu dưới này. Nhìn cây mai là biết chất lử thế kia. Cây đẹp chứ, cây đá đấy. Cây kia là cây dâm bụt không ạ?
Cây này chính ra hay nhỉ? Cây này đẹp chứ. Ngũ phúc ấy. Phụ tử. Phụ tử. Cây này cái gì nhỉ anh nhỉ? Cam lui. Quả sai thế nhỉ? Quả như là quả thèn đen, sai thế. Cây bố cháu đấy à? Đây táo tàu ghép với cả dâm bụt, ghép giỏi thế. Bên này họ bán mai vàng. Ui, nhiều thế. Đây là một cái góc ba cái bán mai vàng đang nở rất là rực rỡ. Cái đấy để nó ra quả chứ anh? Ôi quả chết gì vậy? Mai này nó có ra quả nó có quả không? Không như quả như đào nha. Đào vặt đi còn đậu đúng không? Nó không ra hạt nên là mai từ quý. 977. Mai từ quý nó không ra hạt. Đó là con cúc này về chơi hay không? Đéo cây cổ răng lên đéo rồi. Ấy à, phải cuốn ngược. Đậu. Có chưa tiền chưa? Ra tiền. Mấy lít cây này? Cây nào đẹp hơn anh? Cây này là dân lai. Cây này bây giờ người ta chưa thổi để bể ra mày không? Nhưng mà cái dòng mai này là dòng mai để đáng để chơi. À. Nó là mai cúc. Em ghép vào đi. Mai cúc là thế nào anh Dũng? Có nhiều cánh nha. Đây là hoa nó à. Dũng thôi được rồi. Đây à. Cho xem đây, bỏ cá nó đây. Còn mai dạo của nó là từ 5 đến 7 cánh thôi. Mai cúc nó từ 12 cánh đến 24 cánh. Cắt tiệm cây kìa. Kéo. 500 cây mai này. Ôi dồi ôi, thị trường mai đào ơi, rẻ quá. Yeah.
Cái này Tết về loạt này lên mọc nó nở nốt. Bỏ dây ra đi. Cái này khi nào 100 một chậu xỏ hết chỗ này về. Xải từ đầu ngõ đến đầu bốn xung quanh nhà. Được chưa? Đấy, ba cái mua rồi đấy. Có 5 lít mà. Ở đây con bà yên của tôi đấy bố ạ. Mẹ ông xoay thế thì... Đã tăng rồi. Phải mua chỗ nữa à? Giá rẻ bất ngờ ấy. Nó cũng chỉ như thế thôi. Chẳng mẹ phát qua đây nhỉ. Nắng này nở nhiều. Bên kia còn nở bung bét hết kìa. Chẳng cần chứ bên này nó đổ bên ấy. Chẳng mấy giây ít lồn ra bên này nó chẳng không đây. Bên này nó chẳng không đây. Nó có cân. Ông chở chuyên ông trả chở cho anh ấy. Để anh ấy chẳng này. Em đổ chẳng. Đường này đi thoải mái mà. Quật đấy, ăn dưới không ăn. Chờ đi ra gửi xe á. Ra xin lỗi các bạn.